Bao nhiêu? 97. Tại Thanh Hóa. Nhìn lên. Rồi. Anh cho biết về tình trạng sức khỏe hiện tại như thế nào? Bình thường. Ừ, có nghĩa là mình điều khiển xe một số làm như thế nào, cái hành vi là mình giật xe phản như thế nào thì anh trình bày lại. Em đi chở người ta đi đi bây giờ tới mức bị bắt nữa. Ừ, vậy tại sao trong cái lời những cái việc phụ nữ đang đứng ở đây đưa? Đó em bị ép cung. Ai ép cung ấy? Bộ nào? Cái anh là người thực hiện cái hành vi như vậy. Em tiền đâu vậy. Bây giờ em lúc đầu em khai vậy cái bộ không chịu, bây giờ cái bộ bắt em khai. Cũng đã khai báo như vậy. Con cái thái độ của anh của anh có không? Con qua nhà em chở nó đi nhưng mà em mới đi chung với nó. Ừ, chờ nó đi mấy cái chung. Mày chờ nó đi nó ở đâu? Mày anh chờ nó đi. Thank you.